bảy dấu hiệu trên da cảnh báo gan nhiễm mỡ. Bệnh gan nhiễm mỡ chủ yếu ảnh hưởng đến gan nhưng cũng có một số biểu hiện trên da như mụn trứng cá đỏ, ngứa da, lông bàn tay ửng đỏ, vàng da và mắt. Gan đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Nó giúp xử lý chất dinh dưỡng từ thực phẩm, sản xuất mật để hỗ trợ tiêu hóa, lọc chất độc trong máu, điều chỉnh đường huyết và lưu trữ vitamin, khoáng chất lượng mỡ tích tụ trong gan tăng lên dẫn đến bệnh gan nhiễm mỡ tình trạng này có thể được phân loại thành bệnh gan nhiễm mỡ do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu gan nhiễm mỡ không do rượu có liên quan đến các yếu tố như béo phì kháng insulin và hội chứng chuyển hóa thói quen ăn uống kém như tiêu thụ quá nhiều đường các bohidrat tinh chế cũng góp phần gây bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu gan nhiễm mỡ có nhiều triệu chứng một số có thể biểu hiện ở mặt và da. Một Trứng cá đỏ Trứng cá đỏ, còn gọi là rosacea, là bệnh da mãn tính, triệu chứng đặc trưng là những vết sưng nhỏ, đỏ, đầy mũ trên da xuất hiện khi bùng phát. Đây cũng có thể là triệu chứng của gan nhiễm mỡ. Các triệu chứng khác nhau tùy theo màu da, thường rõ ràng hơn ở làn da sáng nhưng khó nhìn thấy ở người da sẫm màu. Thông thường bệnh chỉ ảnh hưởng đến da mặt, Mũi, má, trắng 2. Vàng da, mắt Da, mắt chuyển sang màu vàng do bệnh vàng da Xảy ra khi chất bilirubin tích tụ quá mức trong máu Ở người bệnh gan nhiễm mỡ Chức năng gan bị suy giảm làm cản trở sự phân hủy của bilirubin Góp phần gây vàng da 3. Ngứa da Ngứa có thể do tắc nghẽn hoặc kích ứng ống mật Tình trạng viêm và tổn thương tế bào gan do gan nhiễm mỡ làm gián đoạn dòng chảy của mật dẫn đến tích tụ axit mật trong máu gây ngứa. 4. Lòng bàn tay đỏ ửng. Lòng bàn tay đỏ lên có thể do lưu lượng máu đến bề mặt da tăng lên. Trong các bệnh về gan như bệnh gan nhiễm mỡ, sự thay đổi tuần hoàn và nội tiết tố góp phần gây băng đỏ ở lòng bàn tay. 5. U vàng quanh mí mắt. Đây là tình trạng những mảng hoặc vết xương màu vàng có thể phát triển trên da, xung quanh mí mắt. Nó cũng xảy ra ở người bị rối loạn chức năng gan, bao gồm cả bệnh gan nhiễm mỡ. 6. Khô da Mất nước và suy giảm chức năng gan đều góp phần gây khô da. Gan nhiễm mỡ làm giảm khả năng sản xuất một số protein, lipid cần thiết cho sức khỏe của da, dẫn đến khô kèm theo bông tróc. 7. Mụn thịt dư mụn thịt này thường là những khối u nhỏ mềm có bề mặt trơn láng lành tính chúng thường hình thành ở vị trí da tiếp xúc nhiều với ánh nắng như mặt cổ hoặc vùng có sát da nhiều như nách bẹn tình trạng kháng insulin thường gặp ở người bệnh gan nhiễm mỡ làm phát triển các khối u này các dấu hiệu ở da của bệnh gan nhiễm mỡ có thể khác nhau mức độ nghiêm trọng tùy theo từng cá nhân người bệnh nên đi khám nếu nhận thấy thay đổi bất thường trên da nhất là kèm theo đau bụng, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.